Xin chào các bạn, tiếp chuỗi lệnh pattern. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lệnh fill pattern và variable pattern. Sao chép đối tượng theo tọa độ bất kỳ và đồng thời thay đổi được những kích thước của cái đối tượng đó. Đầu tiên là variable pattern. Ở đây các bạn thấy là mình có một cái khối feature bot edge 2 wrap 6 độ này và chiều cao cách cái bề mặt cong này ha là 15. Và cái kích thước của nó phụ thuộc vào cái biên dạng sketch ban đầu của mình là mình vẽ là 45 x 35 ha và mình wrap lên 6 độ. Và chiều cao 15 cách mặt trên như thế này ha. Các bạn có thể thấy là mình edit lại body chút 2 để các bạn thấy rõ ha. Đây, như thế này. Và đồng thời mình cũng có cái lệnh là fill led 1 ở đây nữa để mình fill led 4 cạnh xung quanh ha. Thì mình muốn sao chép cái đối tượng này theo cái tọa độ điểm bất kỳ, đồng thời các kích thước trên cũng thay đổi luôn. Kích thước như là chiều cao này, kích thước 15 của mình này ha. Đây nè ha. Thì mình có thể là sửa lại thành chữ 2 ha. Các bạn có thể là sửa lại. Hoặc là các bạn có thể là sửa lại kích thước 35 này bằng chữ là chiều rộng ha, hay là chiều dài 45 của các bạn ha. Các bạn có thể là sửa lại, thì những kích thước này mình muốn thay đổi cho nên là mình sửa lại để sau này mình dễ thấy nó và mình dễ chọn ha. Các bạn sẽ thực hiện lệnh là variable pattern ở đây ha, và mình sẽ chọn là feature mà mình muốn sao chép ha. Thì dĩ nhiên là mình muốn sao chép khối này, mình chọn khối này ha, và khối này có fillet thì mình chọn luôn cái fillet ha, hai cái đây. Và khi cái khối này được xây dựng bắt đầu từ cái biên dạng sketch bên dưới ha, thì nó cũng sẽ hiểu là các kích thước đi kèm. Và ở đây nếu như mà có những cái khối khác mà nó phụ thuộc vào kích thước ở cái biên dạng sketch ở bên dưới này ha, thì các bạn lại chọn cái sketch ở cái bên dưới này luôn, đó là sketch 3 của mình ha. Nếu như mà những cái khối ở trên này phụ thuộc vào cái kích thước của cái sketch nào đó thì các bạn phải chọn sketch đó ha. Còn ở đây mình có thể chọn hoặc không chọn thì nó cũng hiểu ha, tại vì mình xây dựng cái bot này dựa trên cái sketch này luôn, chứ không có gán tham chiếu kích thước gì với sketch này hết. Mình làm trực tiếp ha, thì mình có thể là không chọn sketch này. Sau đó các bạn sẽ click là create pattern table ha. Đây. Và những cái kích thước mà bạn muốn thay đổi thì bạn chỉ cần là click trên vùng đồ họa ha. Click những cái kích thước mà mình muốn thay đổi, 35, 45 và 15 này mình muốn thay đổi ha. Đây. Hay là kích thước 20 này nữa mình muốn thay đổi thì các bạn click luôn. Như thế này ha. Và cái cuối cùng là kích thước 30 ha. Đây, tọa độ cái điểm đầu tiên. Đây. Và bây giờ thì các bạn sẽ thấy là ha, nó tất cả đã vào bảng table của mình. Và bây giờ mình muốn tạo ra một cái dòng mới, cái đối tượng mới đó ha, thì các bạn sẽ click vào add instance góc trái bên dưới. Đây. Và các bạn có thể thay đổi nè, chiều dài thay đổi, chiều rộng thay đổi ha, D1, D2 thay đổi và chiều cao thay đổi ở đây. Đây, D1, D2 này mình sẽ cho nó là 60. Hàng này là 100 chẳng hạn. Và chiều cao của mình lên là 20. Và chiều rộng của mình to hơn 40. Hàng này là 50. Các bạn có thể là update review ha, để xem kết quả. Đây, nó nằm ở bên trên này ha, các bạn có thể thấy ha. Và mình có thể là add thêm instance ha, add thêm những instance tùy ý của mình. Ví dụ ở đây không phải là 20 nữa mà là 50 nhân 50. Ví dụ như vậy ha. Các bạn có thể là update review ha, để nó xem. Tạo mẫu ha. Và các bạn có thể là chỉnh sửa và edit tùy ý ha, hoặc là instance to skip, bỏ cái nào giữ cái nào ha. Đây ha, tất cả đều có trong bảng là pattern table. Và khi các bạn add thêm một cái instance mà các bạn nhập, ví dụ như là nhập kích thước âm đi để nó lọt ra ngoài khối ha, lọt ra ngoài khối, thì ở đây mình nhập kích thước âm ví dụ như là -50 nhân -50 thì các bạn update review ha, thì mình sẽ xem cái kết quả. Đây, thì ở bên trái của các bạn ha, cái dòng là fail list instance thì nó sẽ hiện lên các bạn nè. Đây, nó bôi đỏ lên các bạn nè. Thì đây là cái khối mà nó không tạo thành được, nó bị fail. Các bạn lưu ý ha, tại vì nó nằm rời khối rồi. Ở đây nó chỉ hỗ trợ feature thôi, mà mình đang làm là khi mà nó rời khối thì nó thành body ha. Cho nên là nó không thực hiện được lệnh. Các bạn lưu ý, nó sẽ hiện thông báo fail list ở đây. Thì mình có thể là sửa lại ha, cái tọa độ điểm này. Sao cho nó ha, thuộc cái khối này của mình. Ví dụ như là 200. Nhân 100. Ví dụ như vậy ha, update review. Hey, ví dụ ở đây các bạn nhập là 80 ha, rồi 100. Mình có thể là update review lại. Đây, thì các bạn sẽ thấy khối nó được tạo thành đây ha. Mình sẽ cho nó là 120 đi. Cho nó xa ra một tí ha. Đây, như thế này. Thì đây là pattern table xong rồi, thì các bạn có thể click OK ha, và mình click OK lệnh. Thì đó là variable pattern. Tiếp theo là lệnh fill pattern, sao chép một cái đối tượng nào đó trên một cái bề mặt phẳng của một cái khối nào đó các bạn ha. Thì mình sẽ vào lệnh fill pattern.
Ở đây fill boundary mình sẽ chọn cái bề mặt phẳng ha của một cái khối nào đó. Ở đây mình chọn bề mặt phẳng này ha. Tiếp tục là pattern layout là các kiểu pattern các bạn ha, các kích thước kiểu pattern ở đây nè. Và ở đây mình sẽ chọn là feature face hay là body thì mình sẽ chọn là feature ha, mình muốn sao chép cái rãnh cắt này. Đây ha. Đây. Và các bạn có thể là tùy chọn cái kiểu cắt ở trên này. Đây ha, tùy chọn các kiểu cắt. Đây, kiểu cắt và khoảng cách giữa ha. Khoảng cách giữa các boy nè là bao nhiêu thì các bạn có thể là tăng giảm tùy ý ha. Và cái biên dạng polygon này là bao nhiêu cạnh, ví dụ ở đây mình chọn cái kiểu là hình tròn này ha, và cái ví dụ ở đây mình nhập là bốn cạnh chẳng hạn thì nó sẽ ra là hình vuông, thì các bạn sẽ thấy cái kiểu của nó là hình vuông ha, hình vuông ha, như thế này ha, hoặc là hình tam giác ba cạnh ha, các bạn sẽ thấy của nó là sắp xếp thành ba cạnh ha, hoặc là intent per size ha, intent per size thì số lượng là bao nhiêu ha, các bạn có thể là tùy chỉnh giảm ha, và khoảng cách ha, khoảng cách cái bờ bao boundary này là bao nhiêu, ví dụ như vậy ha. Còn số lượng thì phần mềm sẽ tự tính cho các bạn ha. Ở đây ví dụ mình sẽ chọn kiểu đầu tiên ha, thông dụng nhất. Và nếu như mà fill boundary này các bạn chọn là thêm một cái biên dạng sketch nữa ha, như thế này, và mình ví dụ mình chọn kiểu thứ ba đi ha, và mình bỏ cái boundary này mình cho là không ha, thì các bạn sẽ thấy này, cái biên dạng của nó sẽ né cái bờ sketch 2 này ra ha, cái sketch lục giác này ra ha, nó chỉ cắt lỗ ở những cái bề mặt xung quanh cái biên dạng sketch của mình thôi. Ok, các bạn ok trước ha, để xem kết quả. Thì đây là fill pattern, các bạn có thể là edit lại để chỉnh sửa ha, tùy chỉnh những thông số kích thước hay là cách cái bờ boundary của mình. Và nó cũng sẽ có là intent to skip ha, tương tự như những lệnh pattern khác, và geometry pattern tương tự ha. Và tất cả các option của fill pattern này thì cái option về số lượng thì phần mềm sẽ tự tính cho các bạn ha. Ở đây ha, các kiểu phần mềm sẽ tự tính cho các bạn. Và các bạn click ok. Thì đó là fill pattern của các bạn ha. Chúc các bạn thành công.